Đây là một clip chưa từng có tại trại cá bê tà Thành. Và hôm nay Thành hứng cảnh quá, Thành thấy nó đẹp quá, Thành đem ra để quay cho tất cả các bạn xem các bạn nha. Và một clip này nếu mà trả giá thì trả giá rất là đắt các bạn nha. Những em cá này form rất là kỹ lưỡng rồi, đã ok hết rồi mà đem ra để quay cho tất cả các bạn như thế này đây. Lỡ như mà em nó cắn xé với nhau đó thì nó gách đuôi, gách vây, gách kỳ là điều hiển nhiên các bạn. Và chúng ta phải form lại. Và đối với cá beta thì nó gách đuôi, gách vây, gách kỳ thì form lại thì nó sẽ hoàn thiện lại bình thường các bạn nha, không có vấn đề gì. Và đây là những cái em cá như đầu clip Thành đã chia sẻ cho tất cả các bạn những đặc điểm về em nó. À, nếu như tất cả bạn xem thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ Beta Thành Sóc Trăng các bạn nha. Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của Beta Thành Sóc Trăng các bạn nhé. Hôm nay là chủ nhật, Thành ở nhà bắt những em cá này lên kiểm tra chất lượng và nhân tiện đó quay cho tất cả các bạn xem luôn. Và đây là những cái em cá mà Thành phun tiêu chuẩn cá giống để phục vụ cho tất cả các bạn. Và hôm nay Thành sẽ bỏ vô một cái thao. Đây, cái thao này. Thành mít tất cả các dòng vô thử xem thử nó ra sao các bạn nhé. Đây là một việc hồi đó giờ Thành chưa từng thử các bạn nha, chưa từng thử bởi vì hôm những em cá này mệt lắm, cực lắm. Lỡ như nó vô nó cắn đứt vây, đứt đuôi, đứt kỳ thì chúng ta form lại rất là lâu. Thì hôm nay chơi lớn một bữa các bạn nha, Thành sẽ bỏ vô mít chung hết tất cả các dòng mà Thành đang có để phục vụ cho tất cả các bạn xem một cách trực quan luôn, để chúng ta có một cái nhìn tổng quan về những em cá beta và chúng ta có những cái quyết định chọn mua hoặc là quyết định chơi đúng đắn nhất có thể và đặc điểm của từng dòng. Thì ở đây thì Thành chơi chuyên về beta coi và một mảng beta fancy cooper superstar. Và trong clip gần nhất đây đó thì Thành có lên một cái lô trợ giá cho tất cả các bạn trải nghiệm tập chơi dòng beta fancy cooper star để làm cái nền tảng để chơi những em cá cao cấp hơn. Bởi vì khi mà chúng ta chơi beta đó, nếu mà chúng ta chưa có một cái nền tảng cơ bản đó thì chúng ta chơi rất là khó và chúng ta phải trả giá một cách rất là đắt với những cái cặp cá giống. Và khi mà chúng ta hạn chế được cái rủi ro đó thì chúng ta chơi những cặp cá fancy trước đi. Fancy cặp cá giống thì cái giá nó cũng rất là tốt hiện nay rồi. Và chúng ta chơi rất là dễ và chúng ta tạo một cái nền tảng kiến thức cơ bản cho chúng ta đi. Rồi chúng ta hãy chơi những cái dòng beta coi. Và hiện tại thì đối với beta trên thị trường đó, beta coi nó vẫn là một cái gì đó nó thống lĩnh trên thị trường và cái quyết định chọn mua của tất cả các bạn. Trong 4-5 năm trở lại đây thì beta coi vẫn là thống lĩnh trên thị trường các bạn nha. Về cái quyết định chọn mua thì ở đây thì Thành có beta mèo vằn. Đây là một cái gen mới trong năm nay mà Thành đã nhân rộng ra để phổ biến cho tất cả các bạn rồi. Đây là em beta mèo vằn đây các bạn nha. Một hồi các bạn lên các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với beta con Nemo. Và đây là em con Nemo Cooper Galaxy Gold đây các bạn. Đây em cá này, con Nemo Cooper Galaxy Gold. Và đây là em Yellow Cooper Galaxy Gold các bạn nha, Yellow Cooper Galaxy Gold. Và đây là em Black Blue Galaxy. Và đây là em coi Nemo Multi các bạn. Dòng Nemo Multi này thì nó bảy màu, nó rất là đẹp rồi. Và đây là em coi Nemo Cooper gen mới mèo vàng. Đây các bạn nhìn thấy không, những em cá này form nó sung mà chúng ta chỉ cần chỉ cái cây thôi nó đã khùng kè rồi các bạn. Và đây là em Gian Beta. Và ở đây Thành muốn nói về cái dòng này. Và hiện tại thì cái dòng Gian Beta này cũng được anh em lựa chọn và tìm hiểu về cái dòng Gian này rất là nhiều. Đây là những cái em cá Beta non non 4 tháng tuổi các bạn. Và đây là em Gian Beta cùng một đợt 4 tháng tuổi. Và các bạn sẽ thấy hoàn toàn sự khác biệt các bạn nha. Thành trừ hai em Fancy này các bạn nha. Fancy thì nó gần 2 tháng đâu. Nó gần 2 tháng, nó non 2 tháng, một 2 ngày nữa là 2 tháng. Thì ở đây Thành không có nói Fancy nha các bạn nha. Thành đang nói về beta coi. Thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Đây là cái em Gian Thành dỡ lên cho tất cả các bạn xem. Đây là cái em Gian. Đó. Nó mới có nổ màu, lên màu và nổ đốm thôi các bạn. Còn đây là em Beta Coi Nemo Cooper Galaxy Gold cùng một độ tuổi. Các bạn sẽ thấy nó khác với nhau hoàn toàn chưa?
Đó, các bạn sẽ thấy cái em Beta Zan Koi Nemo Galaxy Gold này nó sẽ khác hoàn toàn so với em Koi Nemo Galaxy Gold của bên này. Tuy rằng nó là một độ tuổi đó các bạn, các bạn nhìn thấy không, cái size cái hình của nó rất là to, nó dài, em này khoảng là 5 cm đó các bạn, nhưng mà em này thì không tới đâu. À, cái size của nó gấp đôi cái em này. À, và các bạn nhìn thấy không, em này thì nó đã full màu rồi, nó full màu rồi, còn em này thì mới có full màu khoảng 30% thôi. Đó, chơi gian là gì đó các bạn, chơi gian đòi hỏi cái thời gian nó lâu lắm. Thành ra là những anh em nào mà hỏi về Beta Gian của Thanh đó, hầu như là Thanh chỉ form và phục vụ cho anh em đặt hàng thôi. Ở đây Gian Thanh chỉ form và phục vụ cho anh em đặt hàng thôi. Và ở đây Thanh có một số anh em khách hàng cơ hữu thích Beta Gian cực kỳ và luôn đặt Thanh làm những em Beta Gian, và có những em Beta Gian đẹp thì hầu như Thanh sẽ giới thiệu cho ảnh đã lấy hết rồi. Và đây là cái dòng Black Blue Galaxy. Thì Black Blue Galaxy thì Thanh mới chơi đầu năm lại đây thôi. Thì Thanh thấy thị hiếu của anh em chơi Black Blue cũng khá cao nên Thanh làm Black Blue lại để phục vụ cho tất cả các bạn. Dòng Black Blue này là dòng cổ điển rồi. Cái dòng Fancy Cooper này đó thì Thanh xin nói lại dòng Fancy Cooper này đó một chút xíu nữa các bạn nha. Cái dòng Fancy Cooper này tại sao Thanh nói cho tất cả các bạn là nếu mà chưa từng tiếp cận giờ beta thì nên chọn nó. Bởi vì thứ nhất là nó rất là đẹp các bạn, nó rất là đẹp, dòng cá Việt Nam, form máu màu Việt Nam, cờ đỏ sao vàng, bộ đuôi Star Tier Cooper và màu đỏ tươi rất là đẹp, các bạn nhìn thấy nó phùng kè rất là đẹp, đẹp lắm. Thì và nó có tính dễ chơi rất là cao, bởi vì Fancy mà chúng ta chơi khoảng 1 tháng 20 ngày là chúng ta có một cái bài cá con đẹp, thiệt là đẹp chúng ta chơi rồi. Mà đặc biệt cái dòng Fancy này đó, khi mà chúng ta ép ra đó nó giống bố mẹ nó khoảng 90-95%. Lý do là nó chỉ lột lên màu thôi. Còn cái dòng coi này nó các bạn, nó có 4 cái giai đoạn lột ha, lột rất là nhiều lần để nó hoàn thiện được những em cá như thế này. Thì nó rất là nhiều lần và mất thời gian khoảng 4 tháng rưỡi các bạn nha. Thanh chia sẻ sơ bộ cho tất cả các bạn biết về một số cái dòng hiện đại của Beta Thanh đang có và một số đặc điểm của từng dòng để chúng ta lựa chọn. Và bây giờ Thanh sẽ mix các bạn nha, và anh sẽ mix tất cả những cái dòng này vô một cái thao này xem nó như thế nào các bạn nhé. Hôm nay là chủ nhật Thanh chơi lớn luôn. Và nếu như tất cả bạn nào mà chủ nhật này không đi nhậu nhẹt gì đó, là đam mê cá Beta đó, thì hãy vào cùng xem với Beta Thanh Sóc Trăng các bạn nha. Đây các bạn, Thanh vừa mới bỏ vô và Thanh cố tình cho nước động để cho những em cá này nó mất tập trung. Và các bạn nhìn thấy không, những em cá này bắt đầu so kè cái nét đẹp với nhau. Đây là em coi Yellow Cooper Galaxy Gold này các bạn, và em này là cái em cao cấp nhất và mắc tiền nhất trong cái mớ này đây. Các bạn nhìn thấy không, cái hệ Cooper của nó rất là mạnh, Cooper 50-50 và vàng tươi, bộ đuôi Cooper đồng. Và đây là em coi Yellow đây, và đây là em coi Nemo Cooper Galaxy Gold này các bạn ha. Trong cái hệ nhà coi gồm có con Nemo Cooper, coi Yellow Cooper và coi Get Cooper ha. Và đây là em coi Muti nè các bạn, đây em coi Muti đây các bạn nhìn thấy không. Và đây là em Gian này. Ở đây thì trực quan nhất tất cả các bạn có sẽ nhìn thấy em Gian này nó sẽ to hơn rất là nhiều so với những em còn lại, và cái màu của nó thì nó chưa có đậm, nó chưa có full nữa, đừng nó là đậm các bạn, nó mới có lấm chớm để lên màu thôi. Và đây là em Black Blue đây các bạn, Black Blue Galaxy Gold form cực gấu chưa các bạn. Thì và đây là hai em Beta Fancy Cooper Star, các bạn nhìn thấy không, cái hệ Fancy Cooper thì về cơ bản cái bộ đuôi nó kìa, bộ màu nó sẽ nét hơn rất là nhiều so với những em cá khác. Đây làm chi tiết cho tất cả các bạn xem. Đây, và đây là em màu vàng này các bạn, em màu vàng gen mới năm 2023 các bạn. Đó, em mèo vàng này thì Thanh mới form còn hơi nhát các bạn. Đó, và các bạn nhìn thấy không, cái form của nó nè, form màu rất là đẹp luôn. Đây em mèo vàng này đây. Đó, các bạn nhìn thấy không, cái bộ đuôi lửa, bộ đuôi đỏ tươi, màu cam vàng, và cái bông màu của nó rất là đẹp các bạn, em mèo vàng này. Và đây là em coi Nemo Cooper nè các bạn, coi Nemo Cooper Galaxy Gold. Đó, và đây là em coi Yellow đây các bạn nha, em coi Yellow cực kỳ hấp dẫn chưa các bạn. Đây một cái chậu này đáng đồng tiền bát gạo không các bạn,
và nhìn rất là đẹp nha. Đây là một clip chưa từng có tại trại cá Beta Thành, và hôm nay Thành hứng cảnh quá, Thành thấy nó đẹp quá, Thành đem ra để quay cho tất cả các bạn xem các bạn nha. Và một clip này nếu mà trả giá thì trả giá rất là đắt các bạn nha. Những em cá này form rất là kỹ lưỡng rồi, đã ok hết rồi mà đem ra để quay cho tất cả các bạn như thế này đây. Lỡ như mà em nó cắn xé với nhau đó thì nó gách đuôi, gách vây, gách kỳ là điều hiển nhiên các bạn, và chúng ta phải form lại. Và đối với cá Beta thì nó gách đuôi, gách vây, gách kỳ thì form lại thì nó sẽ hoàn thiện lại bình thường các bạn nha, không có vấn đề gì. Và đây là những cái em cá như đầu clip Thành đã chia sẻ cho tất cả các bạn những đặc điểm về em nó. Nếu như tất cả bạn xem thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ Beta Thành Sóc Trăng các bạn nha. BBT, khám phá sở thích Beta Thành Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.